Nhiều gia đình hiện nay ưu tiên lựa chọn bồn cầu thông minh khi nâng cấp hoặc xây dựng nhà ở vì 4 lý do sau. Đây là chiếc bồn cầu thông minh Smart D đến từ thương hiệu Enix. Sản phẩm này là thiết bị nội thất bán chạy số 1 tại Enix, cũng là sản phẩm đem đến cho người dùng nhiều lý do để lựa chọn. Lý do đầu tiên là khả năng tự động, cụ thể là tự động mở nắp khi có người đến gần và tự động đóng nắp xả nước khi người dùng rời đi. Điều này khiến chúng ta không cần thao tác chạm tay. Nếu quý ông muốn đi vệ sinh đứng thì chỉ cần dùng chân chạm vào nút cảm biến bên hông thì bệ ngồi sẵn sàng mở lên, cực kỳ thông minh, thuận tiện và sạch sẽ đúng không nào? Lý do thứ hai là tính năng sưởi ấm bệ ngồi. Đối với những nơi có khí hậu lạnh giá quanh năm như Đà Lạt, Sapa thì đây chắc chắn là một ưu điểm không thể bỏ qua. Bệ ngồi sưởi ấm bờ mông mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu và thư giãn khi đi vệ sinh. Ngoài ra, nhiệt độ bệ ngồi cũng dễ dàng thay đổi phù hợp với mong muốn của người dùng. Lý do thứ ba liên quan đến yếu tố sức khỏe. Trong một thời đại mà dịch bệnh ngày càng nhiều, con người ngày càng quan tâm đến sức khỏe. Vì thế, tính năng khử khuẩn tích hợp trên nắp bồn cầu với 15 giây hoạt động. Bồn cầu sẽ loại bỏ hoàn toàn mùi hôi, triệt tiêu các vi khuẩn có hại, giúp bảo vệ sức khỏe tối đa cho cả gia đình. Dù cho một chiếc bồn cầu có an toàn và tiện lợi đến đâu cũng chưa chắc là sự lựa chọn ưu tiên nếu nó không đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Và lý do cuối cùng mà Enix muốn nhắc đến chính là kiểu dáng hiện đại, ngoại hình vừa đẹp vừa sang trọng, đường nét bo tròn tinh tế kết hợp đèn LED siêu sáng, giúp nâng tầm không gian và nâng tầm trải nghiệm. Enix, công nghệ nâng tầm cuộc sống.